đang áp dụng theo là cái quy trình, cái công thức mà làm nhiều đọt bằng cái chai là Mảnh Lông Knock Out đọt. Hello, anh chào quý bà con. Hôm nay Hùng sẽ hướng dẫn cho quý bà con chúng ta là cái cách mà dìu đọt cái cây sầu riêng Thái và cũng như cái cây sầu riêng ri sáu trong cái thời gian mang trái mà chúng ta là có thể là dìu được cái cây của mình là được một cái cây đọt luôn. Thì hiện giờ Hùng đang đứng ở trên vườn của chú Nghị ở Mỹ Lợi Cái Bè. Thì đây là cái vườn sầu riêng Thái. Nè, ăn thấy đông chứ không phải Mỹ Lợi. Dạ, ăn thấy đông. Mình đang đứng ở trên một cái vườn cây sầu riêng Thái của chú, thì đang làm mùa đầu tiên luôn đó. Thì ở đây là vườn này thì mình làm là sớm thuận đó, chứ mình thì không phải là làm thuận vụ nha. Thì hiện giờ là cái cây sầu riêng Thái của chú là đang trái, là đang được là 60 ngày tuổi. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho chú cũng như là quý bà con chúng ta phải cái cách vừa vừa đọt trong thời gian mang trái này, để cho cái trái chúng ta là nó vừa lớn nè, nó vừa được một cái cơ đọt luôn và chống rụng luôn trong cái thời gian này đó. Thì bà con thấy nè, cũng như chú đã đang áp dụng theo là cái quy trình, cái công thức mà làm vừa đọt bằng cái chai là Mảnh Lông Knock Out đọt trong thời gian nuôi trái này của mình. Thì trong cái thời gian nuôi trái của chú là bắt đầu là 40 ngày là bắt đầu là cái cây của mình là bắt đầu nó le đọt. Thì chú sử dụng là cái công thức là sử dụng là cái chai Mảnh Lông Knock Out đọt để chú xịt, nó vừa không phải là nó chặn, nó không chặn đứng luôn cái đầu đọt của chúng ta, mà nó sẽ dìu cái đọt chúng ta từ từ, nó hạn chế lại, nó hãm lại cái sự phát triển của đọt nó mạnh, mà nó dìu cái đọt của mình nó nở từ 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 từ, nó nở chậm chậm, nó không cho cái đọt chúng ta là nó bung mạnh. Thì nếu khi mà nó bung mạnh quá thì bắt đầu là cái trái chúng ta nó bị giật, nó rụng đúng không? Thì đối với cái chai mà Mảnh Lông Knock Out đọt, nó sẽ làm được cái chuyện đó cho quý bà con, là vừa vừa đọt mà nó vừa chống rụng trái cho quý bà con luôn. Thì mà bà con là sử dụng cái công thức là cái chai Mảnh Lông Knock Out đọt. Thì hôm bữa là chú mà mình xịt là cái cửa đầu tiên là 300 lít đúng không chú? Đúng rồi. Đó, thì bà con chúng ta là sẽ sử dụng là cái cửa đầu tiên, khi mà cái cây nó đọt mà chúng ta mà mạnh quá, nó ra mạnh quá, thì chúng ta sẽ xịt đúng theo cái công thức của nhà vườn đề ra cho chúng ta luôn, là chúng ta sẽ xịt là cái chai Mảnh Lông Knock Out đọt 1 lít, chúng ta sẽ pha 300 lít nước mình xịt cái cửa đầu tiên. Rồi bắt đầu là từ 5 cho tới 7 ngày sau chúng ta sẽ cũng sử dụng cái công thức đó, là cái chai Mảnh Lông Knock Out đọt đó chúng ta sẽ loãng ra, là cái cửa thứ hai là xịt 400 lít để cho cái cây chúng ta là nó vừa dìu đọt hãm lại cái sự phát triển nhanh của đọt, bắt đầu là nó vừa dìu mà nó vừa tập trung vào cái giai đoạn nuôi trái luôn, không làm cho cái cây chúng ta là nó giật mình và nó không có nuôi trái mà nó chuyển qua nuôi đọt. Thì cái công thức này là nó vừa làm cho chúng ta là vừa nuôi đọt vừa nuôi trái luôn. Thì quý bà con chúng ta mà muốn mà áp dụng cái quy trình của nhà Willow Farm, khi mà cái cây chúng ta mà đang mang trái mà chúng ta muốn cho cái cây của mình nó đi thêm một cái cây đọt, hoặc là cái cây của chúng ta là nó đang bị yếu lá mà không thể nào mà cho nó ra đọt được, để cho cái cây của mình nó phủ được cái lá nó sung và nó nụ trái, thì đối với cái công thức của nhà nuôi farm bằng cái chai Mảnh Lông Knock Out đọt, nó sẽ làm được chuyện đó cho quý bà con, giúp cho bà con chúng ta có được cái cây chúng ta đang nuôi trái là nó sẽ được một cái cây đọt, được một cái bộ lá mới và không ảnh hưởng gì tới cái trái đó. Thì bà con có thể là liên hệ về tổng đài chỗ quý của nhà Willow Farm đó, chúng ta sẽ liên hệ ở bên đó sẽ có các anh em chuyên viên tư vấn trực tiếp cho quý bà con là có thể là dìu đọt hay không trong thời gian mang trái, và không thể dìu đọt trong thời gian mang trái hay là không đó, thì nhà Willow Farm sẽ hướng dẫn cho quý bà con. Và đặc biệt khi bà con muốn như vậy thì bà con sẽ gửi cái hình ảnh cái cây của mình và cái trái của mình nó như thế nào, thì bên chuyên viên của nhà Willow Farm sẽ hướng dẫn cho quý bà con trong từng cái giai đoạn là dìu được hay không dìu, trong cái thời gian mà cái trái của chúng ta là chưa đủ điều kiện dìu thì chúng ta sẽ không dìu, còn cái đủ điều kiện rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ dìu đọt và tập trung vào nuôi trái cho quý bà con luôn nhé. Trời ơi trái đó. Thì đây là vườn của chú Nghị đây, bà con xem là tất cả những cái cây mà chúng ta đang xem luôn, là cây nào nó cũng đang được có một cái cây đọt đều như nhau hết, chứng tỏ là cái cây chúng ta nó vừa sung nè, vừa khỏe nè, vừa nuôi được trái nè, mà cái cây chúng ta là có được một cái cây đọt luôn, làm cho cái cây chúng ta là sau khi thu hoạch là nó sẽ không bị mất sức đó. Rồi quá đã chú ơi.
Rồi vậy thì nó ra được bốn lá, khoảng bốn lá đó. Dạ thì như cái cây này như bà con thấy nè, cái chú là thấy cái cơ đọt này của chúng ta nè, nó được một hai lá, thì đối với hai bên là nó sẽ được là hai cặp lá là bốn lá đó. Thì mỗi một cặp lá nó như vậy thì cái cây chúng ta là nó phủ được cái mảng xanh, thì cái cây chúng ta là nó đủ lá, nó sẽ tăng cái khả năng quang hợp lên, nó hấp thu dinh dưỡng nhiều hơn, tập trung vào nuôi trái tốt hơn cho vườn nhà của quý bà con nhé. Như cây tơ đó, mình không... như cái cây tơ đó bà con thấy là nó ra, nó ra là mình thả luôn, nó ra cái đọt của mình nó ra khá là nhiều. Rồi thì đây là cái công thức vừa nuôi trái vừa vừa đọt của nhà Willow Farm nha. Quý bà con xem và áp dụng vào cái quy trình mà nuôi trái ở trên cái vườn mình. Chúc bà con một vụ mùa thành công nhé.